Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay do biên tập viên của Thời báo chấm đê thực hiện. Kim Vũ, Thời báo chấm đê xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bài toán bất động sản làm chính phủ rối như gà mọc tóc. Bong bóng bất động sản đã vỡ từ mấy tháng này. Thị trường sụp đổ, đóng băng, nhiều doanh nghiệp đang hụt vốn. Những điều này đã được báo chí và mạng xã hội nhắc đi nhắc lại nhiều tháng nay. Việc thị trường bất động sản vỡ bong bóng không phải chuyện mới và cũng không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam. Nhưng vấn đề của lần này có vẻ nghiêm trọng hơn đã từng xảy ra trước đây, vì đồng thời với bong bóng bất động sản còn có vấn đề trái phiếu và sự bất ổn của hệ thống ngân hàng. Câu hỏi đặt ra là cứu hay không cứu bất động sản? Có vẻ như chính phủ chọn không cứu. Ngày 3 tháng 12, một loạt báo ra bài kiểu như để thị trường bất động sản tự tan băng. Nội dung các bài báo này cho biết, Thủ tướng vừa lập tổ công tác tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện các dự án bất động sản và không đề cập gì đến việc bơm tiền giải cứu, cho dù bất động sản chiếm đến 11% GDP. Và đây là hình ảnh nhiệm vụ tổ công tác chính phủ. Những bài báo này chỉ ra nguyên nhân thực tế thị trường bất động sản lúc này là không bán được hàng, chứ không phải vì chính sách siết tín dụng. Tuy nhiên, nguyên nhân này chỉ là nguyên nhân trực tiếp, chứ không phải nguyên nhân sâu xa của vấn đề bất động sản. Chỉ khi nào thẳng thắn chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ thực sự, thì lúc đó mới có thể đưa ra được các giải pháp triệt để. Bài báo này còn tự tin đưa ra nhận định, sự sụp đổ của thị trường bất động sản chắc chắn không kéo theo sự sụp đổ của nền kinh tế, khi so sánh với những lần suy thoái của thị trường Mỹ và Thái Lan. Tuy nhiên, họ đã quên rằng nền kinh tế của các nước khác có nền tảng vững chắc từ sản xuất và dịch vụ, chứ không phụ thuộc quá nhiều vào bất động sản như Việt Nam. Mỹ là một nền công nghiệp mạnh hàng đầu thế giới, Thái Lan là một quốc gia du lịch rất phát triển. Như vậy, khi bong bóng bất động sản vỡ, nó chỉ ảnh hưởng phần nào đến thị trường tiền tệ, thậm chí có thể làm phá sản một vài ngân hàng, chứ nó không thể làm sụp đổ nền kinh tế. Câu chuyện Việt Nam lại rất khác. Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế bất bình thường, dựa vào các mối liên hệ chằng chịt giữa các đại gia và quan chức. Quan chức chính quyền, dù ở cấp nhỏ nhất là phường, xã, thì ngay sau khi lên chức đã lập tức xây dựng sân sau cho mình. Quan chức càng to thì sân sau càng lớn. Những doanh nghiệp làm ăn chân chính nhưng không có mối liên hệ với chính trường thì sẽ bị gây khó dễ, bị ép cho đến mức phải thu hẹp hoặc từ bỏ. Ở trong mớ bồng bông này, các doanh nghiệp cứ việc tự nhiên làm điều mình muốn vì đã có ô dù bảo kê, cho dù đó là những cách làm phạm pháp như tham nhũng, lừa đảo, kích giá ảo. Và đây là hình ảnh của mối liên hệ chằng chịt giữa quan chức và đại gia đã tạo nên những dự án ảo đô thị ma. Với nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, không phải họ không biết các công ty bất động sản làm ăn gian dối, nhưng họ tin tưởng vào ô dù phía sau của doanh nghiệp, vào sức mạnh quyền lực của doanh nghiệp. Họ bất chấp bị lừa để rồi tiếp tục lừa dối người khác, bơm thổi giá cả kiếm lời. Người dân có nhu cầu thực sự về nhà ở thì không đủ khả năng để mua. Do đó, các khu dự án chỉ toàn mua đi bán lại, chứ không có mấy người vào ở. Điều này đã diễn ra tràn lan trong một thời gian dài, ai cũng hiểu nhưng chẳng ai dám nói. Cho đến ngày ông Tổng ra tay thì mọi thứ nhanh chóng nát bét. Bài toán này đúng là quá nan giải cho chính phủ của ông Chính. Nếu giải cứu cứ tiếp tục bơm tiền, trong khi đã bơm hàng trăm tỷ từ đầu năm đến nay, thì không thể ngăn được lạm phát tiếp tục tăng cao. Điều này cũng rất nguy hiểm cho nền kinh tế và xã hội. Hơn nữa, cách giải cứu là một hình thức dung dưỡng cho những sai trái. Người làm sai không tổn hại gì và cứ tiếp tục làm sai, tiếp tục gian dối, gây kiệt quệ cho nền kinh tế và tạo ra những bất ổn xã hội. Và đây là hình ảnh của một công trình đang gian dở. Bình luận trên mạng xã hội về việc giải cứu bất động sản, một nick ẩn danh viết: giải cứu bất động sản chẳng khác nào trả nợ cho con bạc, trả xong nó không biết sai mà sửa đâu, nó lại báo tiếp mà thôi. Nếu không giải cứu để các doanh nghiệp bất động sản tự sinh tự diệt, thì hệ lụy của nó sẽ lan sang ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, nghĩa là làm sụp đổ thị trường tài chính. Một khi ngân hàng sụp đổ, thì hệ lụy của nó tác động đến xã hội như thế nào, khó mà hình dung được. Tóm lại, cứu cũng chết mà không cứu cũng nguy.
chính phủ của ông Chính đang rối như gà mắc cóc để giải bài toán này, liệu họ có cứu được nền kinh tế hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Bài toán bất động sản làm chính phủ rối như gà mắc cóc. Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Làm sao để xây dựng một hệ giá trị con người. Các nhà lý luận cao cấp mũ cao áo dài, các vị giáo sư tiến sĩ của Việt Nam vừa qua đã ngồi lại với nhau trong một cuộc hội thảo. Đó là hội thảo quốc gia về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội thảo này được Ban Truyền giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức vào ngày 29 tháng 11, trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình ảnh của phiên thảo luận thứ nhất của cuộc hội thảo Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Những tham luận được các vị đức cao vọng trọng đọc tại hội thảo, họ đưa ra những lý luận sắc bén ngời ngời như phải định hình, phải xây dựng một hệ giá trị con người, phải đấu tranh với thói hư tật xấu, vân vân để ổn định xã hội. Những lý luận cao siêu nghe thật bùi tai, nhưng vấn đề cốt lõi là làm sao xây dựng được hệ giá trị con người, làm sao đấu tranh với thói hư tật xấu thì lại không nghe ai bàn đến. Vẫn như truyền thống lý luận của những người cộng sản, họ vẫn chỉ nói chung chung, chỉ lý luận suông, sáo rỗng. Đất nước nào, dân tộc nào cũng mong muốn xã hội của mình văn minh tiến bộ và loại bỏ dần những thói quen tật xấu. Giải pháp cho vấn đề này chỉ nằm ở hai điểm, giáo dục và luật pháp. Giáo dục phải tạo ra môi trường tự do học thuật và tư pháp phải được độc lập hoàn toàn, lúc đó mới thay đổi được nền tảng đạo đức xã hội. Ai cũng biết đạo đức xã hội Việt Nam đã suy đồi, bao nhiêu thói hư tật xấu tràn lan, nhìn đâu cũng thấy sự xấu xa, đồi bại. Những người lãnh đạo cộng sản cũng biết, và họ cũng biết chính họ đã tạo ra những hệ lụy ấy, vậy họ có thể răn dạy ai? Điểm qua những tham luận trong hội thảo này, có hai tham luận của hai vị giáo sư của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là ông Lương Đình Hải và ông Hồ Sĩ Quý. Trong khi hai ông đứng trên bục cao để rao giảng về đạo đức, thì chính các viện của các ông lại là ổ dịch truyền nhiễm những thứ xấu xa, khi mà một viện danh giá lại trở thành một cái lò ấp tiến sĩ với đề tài luận án tiến sĩ mà trẻ con cũng phải phì cười. Và đây là hình ảnh của ông Bùi Nhật Quang, cựu viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, người đã bị kỷ luật vì những sai phạm trong quản lý. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam hiện không có viện trưởng cũng như quyền viện trưởng. Lý do viện trưởng đã bị kỷ luật cách chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tuy chỉ bị cảnh cáo và không truy tố, nhưng sai phạm của viện trưởng Bùi Nhật Quang bị đánh giá là gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó bao gồm cả những sai phạm về sử dụng tài chính, tài sản đầu tư công, nghĩa là có tham nhũng. Không chỉ ông Quang, viện này còn có hai phó viện trưởng nữa cũng bị kỷ luật là ông Đặng Xuân Thanh và ông Nguyễn Đức Minh. Điều trớ trêu là tuy bị cảnh cáo, nhưng ông Đặng Xuân Thanh vẫn giữ chức viện phó phụ trách điều hành. Trong tham luận của mình, ông Lương Đình Hải cho rằng xã hội Việt Nam đang khủng hoảng hệ giá trị con người ở những mức độ khác nhau. Xác lập các hệ giá trị sẽ củng cố sự ổn định xã hội, giúp con người bản lĩnh trong biến động xã hội và khủng hoảng đời sống. Điều này hoàn toàn đúng. Cứ nhìn vào xã hội Nhật Bản tại những thời điểm khủng hoảng do thiên tai, dịch bệnh hay kinh tế thì có thể thấy rõ. Và đây là hình ảnh của người Nhật bình tĩnh trong thảm họa. Trong mọi hoàn cảnh, người Nhật luôn thể hiện bản lĩnh, họ không hoảng loạn, không giẫm đạp lên nhau, mà họ bình tĩnh tìm cách giải quyết và giúp đỡ những người xung quanh. Trong chiến thắng, họ cũng không vui mừng thái quá dẫn đến những hành vi lố lăng. Họ từng là nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, nhưng lãnh đạo của họ chưa từng có những phát biểu hân hoan kiểu như tự hào quá Nhật Bản ơi. Mới đây, đội tuyển bóng đá của họ đã chiến thắng hai đội bóng mạnh của thế giới là đội Đức và Tây Ban Nha trong giải đấu World Cup. Người dân Nhật ăn mừng một cách nhẹ nhàng, không có màn đua xe, không có màn cởi áo khoe thân. Người Nhật có được bản lĩnh như vậy là nhờ họ có được một hệ thống tư pháp độc lập để điều chỉnh hành vi con người,
và họ tiếp thu được nền giáo dục khai phóng phương Tây để đưa những quan điểm dân chủ vào làm thay đổi một xã hội Á Đông vốn cũng rất hà khắc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Làm sao để xây dựng một hệ giá trị con người. Xin mời quý vị chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D.